Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tuần đầu Bạch Nhạc Trần làm việc, bộ củi, có cảm giác về đến nhà. Bạch Nhạc Trần, ngươi đang làm gì? Chỗ này đủ một năm xài rồi. Khiêng đá, Bạch Nhạc Trần đó là... Chẳng phải cần đá để xây nhà hay sao? Ta thấy nó đi vòng vòng ở trong núi lên mang về. Đưa về cho ta. Tham gia hoạt động câu cá hoang của tổ chức hầu gái. Chăm sóc thú cưng. Ngươi thua rồi. Bạch Nạc Trần, dọn dẹp phiền phức quá, đốt sạch hơn. Mau dừng tay Bạch Nạc Trần. May mà là mơ. Hầu gái trưởng Tô Phương Vina. Bạch Nạc Trần, tiểu tử thối đó. Mới đến một tuần cứ gây phiền phức cho ta, làm mơ cũng có thể mơ thấy gây họa cho ta. Làm việc, mong là hôm nay có thể thuận lợi. Để đảm bảo an toàn, đi xem tên đó làm gì trước. Gần đây thời tiết trở lạnh rồi. Ma sổn Kalisan. Khu vực ra xa có phân tranh. Người đứng đầu của tổ chức khủng bố cánh ra xa Saya phát động tập kích phòng vệ nước cửu tử, bị quân phòng vệ bắn chết. Thông tin này đáng tin hay không? Saka tuần này đã bị đánh chết hết 3 lần rồi. Khởi động lại kế hoạch ma dối của đế quốc, chiến sĩ ma dối mới có hy vọng cùng với ma phi đạn và ma phi thuyền trở thành vũ khí tam đại quyết chiến để cho đế quốc trở về nhân giới. Gần đây, cách nơi ở của đế quốc xuất hiện tượng điêu khắc kỳ lạ của tà giáo Laike. Thành phố Tam Phàm đề ra quan niệm xây dựng thành phố văn minh, tuyên bố sẽ dọn dẹp người dân lưu lạc ở khu phố, để cho thành phố Tam Phàm này lại một lần nữa vĩ đại. Ây à, bên ma giới cũng không thái bình. Chào buổi sáng, nữ lô trưởng Vina cái đó. Chào buổi sáng, ở bên trong phải không? Thần tượng tà giáo Laike lại xấu quá. Sao vậy Kalisan? Bạch Lạc Trần. Ngày ngày không làm việc, chạy đến chỗ của ta uống trà lười biếng. Buông buông buông, đau quá đi. Chút công việc đó của tôi sớm đã làm xong rồi. Hạ nhân ở cả trang viên, chỉ có cô có phòng nghỉ ngơi, tôi đi đâu? Mấy công việc ngươi làm, có bao nhiêu là cần ta dọn dẹp cho ngươi, ngươi còn dám nói? Tôi đều là hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, không ăn nổi là vấn đề của các người. Không được cãi. Đừng có lần nào nói không này cũng động thủ được hay không? Xem ra ngươi chơi công việc làm này bây giờ nhàn nhã quá phải không? Mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Phù Na, đi lấy một bộ đồ nữ. Đi lấy một bộ đồ nữ nô cỡ lớn qua đây. Dạ, nữ lô trưởng. Tô Phương, ngươi muốn làm gì? Nào mặc cái này vào. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là người của đoàn nữ nô. Còn có gọi ta Vina. Hả? Bảo tôi mặc cái này có cực đoan quá hay không? Bảo tôi đi theo cô làm việc thì được, nhưng có thể không mặc cái này hay không? Vậy thì không được, đoàn nữ nô của chúng ta có yêu cầu cần mặc nghiêm túc. Mà bây giờ ngươi chỉ là nữ nô thực tập, thông qua thí luyện mới có thể chính thức gia nhập. Cảm thấy may mắn đi. Vốn ngoại Bạch Ma Sừng vừa ngắn vừa nhỏ như người, cả đời này sẽ không có cơ hội tham gia thí luyện. Lúc nói điểm yếu của người khác, nhìn lại mình trước đi. Sừng cũng cô cũng vừa ngắn vừa nhỏ. Tôi còn thường xuyên nghe thấy tên lùn ở sau lưng nói cô là cô gái sừng nhỏ. Còn nữa, là tôi từ chối tham gia thí luyện nữ nô gì đó. Cô gái sừng nhỏ, ngươi dám nói thật đấy, tiểu tử thối. Nữ nô trưởng, ta đi làm việc trước. Đóng cửa lại. Được. Ngươi tốt nhất là xin lỗi ta, sau đó thay bộ quần áo đó lên. Tôi mới không nghe lời của cô. Đây là đồng phục quan trọng của ngươi, sao có thể vứt lung tung cơ chứ?
cô ấy giận rồi. Bỏ đi, đàn ông tốt không đấu với đàn bà. Trước khi hồi phục linh lực, để lộ thực lực quá là phiền phức. Cáo từ. Mèo thối. Tránh xa bên đó một chút, chỉ cần có thể thông qua chỗ đó. Muốn chạy, hôm nay ngươi phải mặc vào cho ta. Bùa thanh tâm. Có tác dụng rồi. Cuối cùng cũng dừng rồi. Cảnh tượng này sao quen vậy? Cô ngủ một giấc ở đây đi. Không phải chứ? Không phục tùng sắp xếp, lại còn lấy tấm giấy rách chỉ vào đầu của ta. Ngươi đang khiêu chiến uy nghiêm của ta, tiểu tử thối. Tố Phương, cô bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. Nữ nô trưởng, phòng nghỉ ngơi. Mau dừng tay, chỗ đó không được. Giấc của ngươi lớn như vậy, ta còn phải đánh trả nữa. Nông trường trang viên, tiểu phi. Cô có sao không? Hôm nay quân vũ địa nông này mạnh quá đi, sắp không kịp bữa tối rồi. So với cái đó, tôi thấy giờ chúng ta sắp trở thành bữa tối rồi. Nói cũng đúng, cầu cứu nữ nô trưởng Vina đi. Giờ cô ấy không rảnh, nhưng đừng lo. Ra chỗ này do tôi tiếp tay. Các người không sao chứ? Cảm ơn.